Cái cầm trên tay. Cái đang cầm trên tay á là bao nhiêu tiền? Ồ, cái này là cái mà mô phỏng lại chiếc bút mà đắt tiền nhất. Thì cái này là 20 triệu. Em có thể cho chị không? Dạ. Trong pen bút thì được CNC từ đồng nguyên khối. Và sau đó phủ lên lớp mạ vàng 24K, vàng trắng hay vàng hồng. Không phải là vì người ta to mà mình không dám chơi với người ta. Thế lại đánh nhau à? Mà muốn làm cái lớn thì phải làm từ cái bé. Đầu thì anh cũng định chia 50-50. Nhưng mà vì là Sắc Hưng đã đề xuất như thế rồi mà anh đề xuất thế kia thì nghe ra khả năng anh không được em chấp nhận. Dạ, em mời các sát xính trải nghiệm sản phẩm và tham quan một góc của nghệ nhân nè. Đến đây gọi vốn với số vốn là 4 tỷ đồng cho 10% cổ phần công ty. Trên tay của em, đây là sản phẩm dẫn đầu tiên là bút ngọc trai Blue Sài Gòn. Và với người bình thường có thể thấy đây chỉ là một chiếc bút đẹp. Nhưng em thấy ở đây đó là sự bảo tồn của nghệ thuật khảm trai hàng nghìn năm tuổi của Việt Nam. Và các thợ thủ công sẽ dành từ 24 tới 72 giờ để tạo nên những tuyệt tác giá trị cao có thể cầm trên tay mãi mãi. Background của em là gì? Em tốt nghiệp đại học ở Mỹ vào khoảng 10 năm trước ạ. Và hiện tại em cũng khởi nghiệp ở một công ty, là công ty ở đây 10 năm. Và xong 7 năm thì em đã bán lại công ty và mình mới tập trung vào trong cái thế mạnh của mình. Ở đây bút ngọc trai Blue Sài Gòn cực kỳ thân thiện môi trường bởi vì được handmade hoàn toàn từ nguyên liệu tự nhiên là như vàng, đồng hay là vỏ ngọc trai. Khoen bút thì được CNC từ đồng nguyên khối. Và sau đó phủ lên lớp mạ vàng 24K, vàng trắng hay vàng hồng. Và chúng em cũng thấy ở đây một sản phẩm mà có tiềm năng để trở thành quà tặng quốc gia của Việt Nam. Và em cũng thấy ở đây có thể trở thành một kỷ vật mà chúng ta có thể trao lại cho con cháu của mình. Và tới một ngày con cháu có thể tự hào nói rằng đây là bút từ ông bà của tôi. Và đây cũng là một đầu tư sẽ mang lại lợi nhuận cao. Bởi vì với thị trường trị giá tới 400 tỷ đô la và khả năng doanh thu lên tới 400 triệu đô, rất nhiều lời đề nghị từ nhà phân phối từ khắp các nơi như là Mỹ, Úc, Canada muốn trở thành đại lý độc quyền của bên em. Vậy thì hôm nay Sát Sao có thể cùng em để đi tìm kho báu dưới đáy đại dương xanh này. Em xin cảm ơn các Sát ạ. Thế nhưng mà bây giờ em kêu gọi vốn là kêu gọi cho toàn bộ cái nghề khảm trai, ngọc trai của gia đình hay là em chỉ khởi nghiệp cho mỗi cái ngành bút này thôi? Dạ, hiện tại công ty mẹ là chỉ có một sản phẩm là nút thôi ạ. Và em không có cổ phần ở trong đó. Em có công ty là bút ngọc trai Blue Sài Gòn. Thì công ty Blue Sài Gòn này không chỉ là bút mà còn có trang sức, ốp tường hay là tất cả các sản phẩm về vỏ sò ốc ngọc trai ngoại trừ nút ạ. Blue Sài Gòn thành lập từ bao giờ? Dạ, thành lập từ đầu năm 2019 ạ. Cái này bao tiền? Dạ, nó dao động từ 1,2 triệu. Cái cầm trên tay. Cái đang cầm trên tay á là bao nhiêu tiền? Ồ, cái này là cái mà mô phỏng lại chiếc bút mà đắt tiền nhất. Thì cái này là 20 triệu. Em có thể cho chị không? Dạ. Trong khi một cái bút này là 700 triệu của cái hãng bên kia ạ. Đến bây giờ thì doanh thu được như thế nào rồi? Dạ, cả năm 2019 thì thật ra đó là thời gian R&D sản phẩm rất là nhiều. 2020 sao? Và năm 2020 thì được khoảng 3 tỷ ạ. 3 tỷ? Dạ. Lợi nhuận chưa? Lợi nhuận 20% ạ. Công ty gia đình em thì doanh số mới lợi nhuận ra được khoảng bao nhiêu? Dạ, công ty gia đình là chỉ có nút thôi, là hiện tại bây giờ là 40 tỷ một năm ạ. Riêng chỉ có nút? Dạ, đúng rồi. Thế thì nó mâu thuẫn gì giữa cái công ty mới và cái công ty cũ của gia đình nhà em? Dạ, hoàn toàn không có mâu thuẫn ạ. Các sản phẩm của công ty mẹ sẽ là chỉ về nút thôi, là những cái sản phẩm mà đã làm trước tới nay. Còn các sản phẩm mà ngoài nút ra thì sẽ là công ty Blue Sài Gòn phụ trách ạ. Cái nút áo đấy mà bán được 40 tỷ một năm á? Dạ. Bán bao nhiêu tiền một cái? Dạ, nó tính theo cross ạ. Ví dụ như một cross vậy là 1.200 hộp nút thì khoảng chừng mấy chục đô ạ. Dạ, sản phẩm đó khá là cao cấp so với lại cái sản phẩm nút nhựa ạ. Thì gia đình, vì nó không tăng trưởng quá nhanh nên anh nghĩ là cũng không nhất thiết phải cần vốn từ bên ngoài. Hai cái ngành này thì nó cũng không liên quan đến cái hệ sinh thái của Sun House. Chính vậy nên anh cũng quyết định là sẽ không đầu tư. Ngành này dù đó là ngành thủ công nhưng mà hiện tại bây giờ chúng em có thể tăng 20 lần công suất vẫn có thể làm được. Một người thợ bây giờ có thể làm được 5 bút và cho tới 10 bút một ngày. Ở Đức hay ở Ý có những cái thương hiệu nó đạt được 100, 200, 400, 700 bút một ngày. Thế giới làm được thì mình cũng làm được. Với một cái sản phẩm thủ công của người Việt Nam và em đặt ra cái mục tiêu doanh thu là để trong khả năng mình làm nhưng mà có thể hơn như vậy và bên em vẫn đáp ứng được ạ. Con số kinh doanh thì em gọi 4 tỷ thì nếu đúng ra là fair thì phải là 50-50. Bù cho rằng là em có những cái lợi thế là em có cái nghề này được thừa hưởng từ gia đình. Nhưng mà ngược lại, nếu một người mà không
hiểu về những cái kinh doanh những sản phẩm cao cấp tầm cỡ quốc tế thì cũng rất khó cho em. Đấy, anh thì có những cái có cái khả năng như thế, vì vậy cho nên là anh 40% cổ phần, tiền chúng ta bằng nhau. Dạ, em cảm ơn Sát Hưng ạ. Có một điều mà em thích ở cây bút này đó là mỗi một cái vân ốc nó là độc bản, cho nên dẫn tới nó truyền đến cái thông đẹp. Điệp anh đồng là ý tất cả sản phẩm đều khác nhau và chúng ta là duy nhất. Nói là tự hào không? Tự hào. Đây là một cái sản phẩm rất đẹp, rất tinh tế và lại mang tri thức và cái ý tưởng của em hướng về môi trường quá tốt. Cái đấy là chị rất là yêu. Nhưng chỉ có một điều ấy là em đang định hướng em giống như Mông Lăng á thì rất khó. Cái thương hiệu đó nó có hơn 100 năm rồi. Người ta là ở trên núi tuyết, còn em thì đang ở dưới biển. Hai nữa là để xây dựng được thương hiệu để bán được dòng sản phẩm này thì đốt phải rất nhiều tiền, không đơn giản. Thế cho nên là nếu muốn để có một cái thương hiệu của quốc gia để tặng cho những nguyên thủ hoặc tặng cho những chính khách, cái đó nó phải là rất lâu dài. Bây giờ chị cũng gần 60 tuổi rồi, nhưng mà chờ đợi một cái gì đấy nó lâu quá ấy, thực sự là cũng không kiên trì. Em phải tìm được những người có cùng định hướng với em về cái lĩnh vực này, cho nên vì thế chị không đầu tư. Em cảm ơn Sắc Liên ạ. Không phải là vì người ta to mà mình không dám chơi với người ta. Thế lại đánh nhau à? Mà muốn làm cái lớn thì phải làm từ cái bé. Đầu thì anh cũng định chia 50-50, nhưng mà vì là Sắc Hưng đã đề xuất như thế rồi mà anh đề xuất thế kia thì nghe ra khả năng anh không được em chấp nhận. Cho nên là anh thì anh thích cái số 32, 4 tỷ, tỷ lệ cổ phần là 32%. Yeah. Theo cái offer của Sắc Việt ấy, Sắc Việt định giá cái công ty của em trước khi đầu tư là 8 tỷ rưỡi. À, mới làm được một tí mà đã được bán được một gấp đôi rồi. Dạ. Yeah. Mà em lại có cả một kho kinh nghiệm về văn hóa lịch sử nhá, kinh doanh. Anh thì anh ấy tuyếp đầu tư mạo hiểm, nhưng mà đổi lại nó phải có tiềm năng siêu to khổng lồ. Đấy, mà ngành này anh không hiểu rõ lắm. À, chính vì vậy nên là anh không thể đầu tư vào lúc này. Tuy nhiên anh có thể giúp em chuyển đổi số và bán hàng bằng thương mại điện tử ở Việt Nam và ra vùng Đông Nam Á. Dạ, em cảm ơn Sát Bình ạ. Em nghĩ là 4 tỷ nó không đủ. Không biết sau này Sát có sẵn lòng để góp thêm không ạ? Chúng ta sẽ cùng nhau đi gọi. Anh chưa bao giờ thấy khó khăn về vốn cả. Quan trọng nhất là mình khẳng định được cái thương hiệu của mình thôi. Dạ. Ra chiếc bút này em có thể ra cái dòng từ vỏ sò ốc một chai mà loại 2 thì có thể từ 300 tới 400 ngàn thôi ạ. Không, mình làm chơi hẳn giá cao cho thế giới biết mình cao thế nào. Khi mà đến đây thì em nghĩ tới là tối đa mình có thể bán là 20%. Thì em có thể đề xuất ở mức là 6 tỷ cho 20% không ạ? Tất cả cái đề xuất của anh ấy là đều có cơ sở cả. Anh cũng không hy vọng là ôm cả đất, ôm cả trời. Thôi em chốt đi. Dạ, cho em hỏi là Sát Hưng là 4 tỷ và 40% ạ. Đúng rồi. Thì rõ ràng Sát Việt là có 32% là tốt hơn rồi còn gì. Được một gấp đôi trong vòng có chưa được một năm nhỉ? Đi buôn đất chẳng được một năm gấp đôi đâu. Em kết luận sớm đi em. Dạ, em có thể hỏi một phút thôi được không ạ? Rồi em ra thăm vấn đi. Dạ. Cho em hỏi là em có thể nhận được cái phương án là cả hai SaaS cùng đầu tư được không ạ? Em chọn một SaaS thôi. 4 tỷ 32. Dạ vậy em xin phép chọn SaaS Việt ạ. À. Em cảm ơn các anh chị rất nhiều ạ. Em cảm ơn các Sát nhiều với tất cả những kinh nghiệm và những gì anh chị chia sẻ cho em. Em cảm ơn Sát Hưng. Ok, chúc mừng em.